anh hãy chia sẻ với em là cái thủ tục để chúng ta làm hợp thức hóa quá trình chúng ta bán thuốc thú y này, bán hàng dinh dưỡng này, hay là chúng ta bán kháng sinh. Đặc biệt nếu mà chúng ta muốn kinh doanh hàng dinh dưỡng thì chúng ta chưa cần thiết phải có bằng. Và nếu chúng ta muốn bán kháng sinh thì chúng ta phải có bằng này, bằng trung cấp này, bằng trung cấp. Các em nào biết bằng trung cấp này. Và chúng ta muốn chấp biệt thì chúng ta phải có bằng này. Sau đó thì chúng ta ra chi cục thú y, chúng ta làm một cái có sổ khẩu này, và chúng ta có chứng minh thư của bằng, và sau đó thì chúng ta sẽ được cấp làm thủ tục. Bác trưởng trạm sẽ cung cấp cho chúng ta là cái hợp thức hóa về hành nghề thú y này, sau đó giấy đủ điều kiện kinh doanh thuốc thú y, thì sau đó là chúng ta xuống chi cục và chúng ta đóng thuế cho nhà nước. Đó thì là để hợp thức hóa được cái quầy thuốc chúng ta kinh doanh. Nếu chúng ta đã xác định kinh doanh ở nhà hoặc được thuê nhà với kinh doanh cả hàng dinh dưỡng, thuốc bổ, kháng sinh, bia và uống. Cái này thì anh nói rất là nhiều rồi, nên là khi các em làm thì có thể các bạn đi sau vẫn thắc mắc vì họ muốn hợp thức hóa là cắt kẽ về cái quá trình bán thuốc thú y mà. Điều đấy thì thực ra là ai mới ban đầu thì cũng thắc mắc thôi. Thế là các bạn cứ hỏi để làm sao mà thỏa mãn được cái nhu cầu về kiến thức của mình, để làm sao hợp thức hóa đúng pháp luật để kinh doanh thì nó sẽ hiệu quả cao hơn. Và chúng ta cứ chú ý là chúng ta ra trạm thú y huyện sau khoảng 15 ngày hoặc là 20 ngày, đó thì là chúng ta sẽ được cái giấy chứng chỉ hành nghề, và sau đó thì chúng ta sẽ được cái giấy đủ điều kiện kinh doanh thuốc thú y. Chúng ta phải có được cái chứng chỉ hành nghề, sau đó thì chúng ta có đầy đủ giấy phép kinh doanh thuốc thú y, và sau đó chúng ta đóng thuế cho nhà nước. Đây là ba cái yêu cầu chúng ta cần phải có khi chúng ta kinh doanh thuốc thú y. Các em đồng ý không? Ngày hôm nay thì anh rất vui mừng được chia sẻ với các em ngày hôm nay để các em có thể hợp thức hóa bán thuốc thú y hiệu quả. Còn khi mà chúng ta đã trải qua những cái bước chúng ta bắt đầu buôn kinh doanh, có rất nhiều những thứ chúng ta cần phải học. Những anh chị khởi nghiệp trước 20 năm, 30 năm vẫn tiếp tục học. Đó nên là các em, nếu chúng ta muốn hợp thức hóa đầu tiên là giấy tờ thì các em cứ làm đi, em cứ làm đi nhé. Sau thì chúng ta sẽ triển khai dần dần. Ok, đồng ý nhé.